Không như tờ báo lá cải nào đó đã đưa tin, Un Jang U chưa tử trận mà anh ấy chỉ bị thương và đang nằm trên giường bệnh, dặn dò bố mình hãy bảo vệ Jang Jo một cách an toàn. Nhưng mà có vẻ đài truyền hình nào đó đã đưa tin đúng, sau khi nói lời chăn chối xong thì anh ta không qua khỏi, đi về lơi chín suối miệng luôn. Còn Jang Jo đang xem thời sự thì tự nhiên Soho đi tắt TV của người ta, làm Jang Jo hơi bị dỗi áp dỗi đau. Thời sự đang đưa tin cái điều gì vậy anh trai? Họ vừa nói là anh trai ruột của tôi chết rồi sao? Anh tôi chết rồi sao? Đó có phải sự thật không chứ hả? Làm sao mà như thế được? Anh hãy nói cho tôi biết được không hả? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại thế này? Anh hãy nói một lời đê, có phải do anh làm không? 1, 2, 3 năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Anh hãy nói là không đê xem nào. No no no, không đâu, mọi chuyện không phải như vậy, anh tôi làm sao mà có thể? Rồi Jang Jo chạy đi mất tiêu, thấy vậy Soho cũng chạy theo, định chạy xuống cầu thang đạp bẫy bom nổ bỏ miệng luôn, đến nơi chín suối theo anh trai của mình. Nhưng Soho thì cứ thích làm kỳ đà cảng mũi, cứ thích cứu mạng Jang Jo để rồi cô ấy lại phải đau khổ. Rồi Soho bị tát vỡ mồm, bị đánh sấp ngực. Anh có phải là thủ lĩnh của những kẻ giết anh trai tôi không? Tên khốn nạn ác Malazada này làm ký túc xá của tôi ra long lỗi này vẫn chưa đủ sao? Tại sao lại giết anh tôi? Anh của tôi có lầm lỗi gì chứ? Trả anh tôi lại cho tôi đê. Do Jang Jo không chịu ăn uống với lại giận dỗi quá độ, hò hét gào thét quá to nên bị ngất xỉu miệng luôn. Còn bà cô giám sát lầy hóng hớt cái điếu gì ở đây, đi rồi trong ngay và luôn cho tôi. Anh trai cảnh sát thì định tháo dây chuồng con mịa ló đi, nhưng bị Soho kịp phát hiện và ngăn chặn lại. Đúng là thời điểm thích hợp để chết nhỉ, tôi chỉ định chuồng đi thôi mà anh trai, chứ có làm gì đâu. Quay đầu là bờ đê anh bạn, chuồng cái điếu gì được khỏi tay tôi, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Rồi Soho lục lọi tìm được quả dao dọc giấy từ trong túi của anh trai cảnh sát, lấy bàn tay của mình bẻ gãy quả dao dọc giấy để chứng tỏ sức mạnh không thể cản phá của mình, làm cho anh trai cảnh sát hơi run sợ nhẹ. Anh biết trong túi tôi có máy kích nổ đúng không? Đừng có mà hành động dại dột mà hãy bình tĩnh. Tại sao tôi lại phải hủy hoại cả bản thân mình chứ? Anh biết Lê Sông Dô chứ, người đã từng tấn công nhà xanh. Anh ấy gặp cô gái mình yêu ở đây, họ đã có một quãng thời gian tốt đẹp. Anh không muốn sống ở đây với người phụ nữ anh yêu sao? Ok, nếu anh muốn có khoảng thời gian tốt đẹp cùng người phụ nữ của mình thì để tôi giúp anh toại nguyện, để tôi xem nào. Lầy thì sống cùng người phụ nữ mình yêu lầy, lo nhìn đường mà đi, đừng có mà lắm mồm. Rồi anh trai cảnh sát ý thức cao nên tự đi miệng luôn. Còn Soho thì đi kiểm tra Jang Jo xem thế nào rồi. Cô ấy thế nào rồi bác sĩ? Tôi đã tiêm thuốc an thần rồi, ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Cậu không cần phải lo chi xa xôi, đừng để cho nước mắt tuôn rơi. Đi theo tôi qua bên đây một chút nè anh trai ơi, chúng ta cần nghỉ ngơi xả hơi. Điều cần làm bây giờ là ra hồ bơi xong hơi. Cho dù Bắc Nam có thương lượng đi chăng nữa thì bất kể lúc nào cũng không được có một khoảnh khắc buông lỏng. Đồng chí rõ chưa? Ok luôn bạn. Con gái bộ trưởng đã giấu đồng chí ở ký túc xá này sao? Vâng đúng là dư thế đấy. Bận tâm vì cảm thấy mắc lỡ đó là chuyện rất chi là bình thường, nhưng đừng để cảm xúc làm phá hỏng công việc. Tôi đều có cảm xúc riêng tư gì cả hết nha. Không có thì may rồi. Trong thời gian qua tình hình bắt cóc hoàn toàn không được phát sóng, nhưng vừa nãy lại có tin tức nóng hổi, đến cả mặt tôi cũng đã được công bố. Đến mức này mà chúng ta có thể trở về an toàn sau 10 ngày nữa không? Cậu lo cho cái mạng mình à? Cậu nghi ngờ tổ quốc sao? Không phải là nghi ngờ chỉ thị của tổ quốc mà là tôi không tin bộ an ninh. Có vẻ ta đã bị phản bội, không thể nào mà đàm phán lại với cấp trên của ta sao nhờ? Có vẻ là như vậy rồi. Tôi chỉ hỏi nhẹ một câu thôi, tại sao lại là 10 ngày sau? Cậu thực sự don't know? Một gián điệp kỳ cựu đã từng vượt qua Đông Tây Đức mà điếu biết sao? Bên ngoài thì lực lượng quân đội vẫn đang bao vây, còn mấy anh trai này thì chỉnh lại bom xem có còn hoạt động tốt không. Bà chị Bun ok, ban đêm ngủ không lo ngủ, lén lén lút lút chẳng biết làm gì. Đó là bom đúng không? Nếu ta nghe lời thì sẽ được thả, nếu không thì họ sẽ giết hết tất cả chúng ta sao? Bên ngoài có rất nhiều quân triều đình, làm sao chúng giết ta được? Mà Jang Jo đâu? Tên kia đã lén đưa con bé ra ngoài rồi à? Ngủ đây các em, hóng hớt gì giờ này? Hắn đã bị thương vì bảo vệ Jang Jo, cô thấy mà. Lẽ nào nếu tất cả chúng ta bị giết hắn sẽ cứu Jang Jo sao? Đã 2 tiếng trôi qua, Jang Jo đã đi rồi đúng không? Nghe nói anh trai con bé đã chết trong cuộc chiến với gián điệp Bắc Hàn. Rồi Jang Jo đang mê man trong cơn mơ và nhìn thấy anh trai mình, nhưng khi ngoái đầu quay nhìn lại thì chẳng còn thấy anh trai mình ở bên. Cố gắng gào thét nhưng chẳng có lời hồi đáp, cố gắng lục tìm nhưng chẳng thể tìm thấy, anh ấy chẳng còn ở nơi đây. Rồi Jang Jo tỉnh lại sau giấc nồng say, sẽ chẳng còn được ấm êm trong vòng tay của anh trai hay là những chiều ngồi ngắm áng mây phiêu du đi khắp đó đây. Trong buổi chiều gió lung lay hàng cây, Jang Jo đang rất là đắng cay trong lòng. Ngay trong căn phòng và đầu mình thì đang quay mòng mòng chống mặt nhức đầu trong cơn u sầu buồn rầu. Rồi bà chị bác sĩ nhìn thấy quả dây chuyền của Jang Jo hồi ức lại chuyện xưa cũ, đưa cái vòng cổ đó cho tôi mượn không được sao? I'm say sorry, cái này đối với tôi còn quý hơn cả mạng sống, không thể mượn được, nhưng mà cho luôn thì được nha. Thôi chắc em phải đi bay lắc cho đỡ nhức đầu mới được chị ấy, chứ tầm này là chịu hết nổi rồi. Việc mà Jang U làm cuối cùng trong đời là viết bức thư cho người em gái duy nhất. Bức thư nói rằng anh ấy sẽ trở lại sau khi tuần tra. Bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống không bao giờ lấp đầy được. Jang Jo ở ngoài đã nghe được hết những gì mà tin tức đã đưa. Sau đó Jang Jo mệt mỏi lê thê đôi chân bước đi về với bao nhiêu ê chề vào trong phòng D. Tôi đã bảo cô vào phòng D rồi mà, hãy để tôi đi D. Vào phòng làm gì giờ này? Anh của tôi nhớ anh ấy, làm ơn hãy đưa anh ấy về D. Tôi muốn gặp lại anh ấy lần cuối, chỉ một lần này thôi, cho tôi gặp D mà. Ok, để tôi đưa cô đi gặp anh ấy. Lầy bác sĩ, tiêm cho cô ấy thuốc mê để cô ấy gặp anh trai trong mơ D. Thôi khỏi anh ấy, mơ mơ cái đầu điều, dẹp con mẹ ló D. Tôi muốn gặp anh ấy ngoài đời thực chứ nếu phải là mơ. Rồi Jang Jo lại ngồi một góc, ngồi khóc một mình trong màn đêm tối tăm heo hút, trứng cút lộn, hột vịt lộn. Soho thì đi đến phòng 207 tìm kiếm Jang Jo nhưng chẳng thấy đâu, chỉ thấy quả ảnh với quả khăn tắm. Sực nhớ lại đó là quả khăn quàng cổ của anh trai Jang Jo đã tặng cho cô ấy khi mà Jang Jo cảm thấy lạnh và hát xì hát xèo. Kiếm Jang Jo nhưng nếu thấy, tính quay lưng đi mất, nhưng thôi đành quay lại tịch thu quả khăn đem giấu để Jang Jo không kiếm ra. Tưởng chừng đâu là Soho muốn chơi trốn tìm để Jang Jo đếm ba chữ, giấu khăn để Jang Jo đi tìm bỏ nghĩa, nhưng không, Soho đem khăn cho Jang Jo quàng cổ cho nó bớt lạnh lẽo trong lòng. Lấy khăn của anh trai bạn tặng bạn đây, quàng cổ đi cho nó bớt lạnh bạn ấy, hay là để tôi ôm bạn cho nó đỡ lạnh hơn, vì tôi là lửa chùa miễn phí nên cơ thể tôi ấm lắm nha, đừng khóc nữa nha, hãy nín đi, anh thương em, chụt chụt chụt. Rồi bà nội đầu bếp lại làm cơm lắm cho cả ký túc xá ăn. Ủa má, nghe nói trường này giàu lắm mà sao có mỗi cơm lắm để ăn dậy ta?
ăn uống dưa này thì làm sao có sức khỏe chứ hả? Mấy chị em trong phòng đưa cơm cho Giang Dô nhưng cô ấy lại từ chối ăn, mặt mũi Giang Dô đang khá là xanh xao rồi, không biết sức khỏe cô ấy chịu được bao nhiêu ngày nữa đây, không ăn không uống mà đổ bệnh nằm một chỗ thì lại khổ mẹ khổ cha, khổ ba khổ má, khổ bà chị bác sĩ, khổ anh trai Soho. Còn Soho thì đang mở Playing with Fire của Blackpink để chill chill buổi sáng cùng bà chị bác sĩ. Bà chị chưa trả lời tôi, tại sao là 10 ngày nhá? Bọn họ vừa tự tạo ra 4 gián lan gián điệp hay là thả một nửa con tin ra nhờ? Nếu có 30 con tin được thả và nói rằng chỉ có 3 gián điệp thì sẽ có trò hay để xem nhờ. Dậy để tôi thả hết con tin để có gấp đôi trò hay để xem, trừ một người mà ta thực sự cần. Dậy anh muốn để ai đi không? No, tôi chỉ biết con gái bộ trưởng là người mà chúng ta cần nhất. Rồi Soho lôi kéo bà chị bác sĩ, ra y như đang kéo một con bò cứng đầu không chịu đi. Rồi bà chị ngồi bên Giang Dô, chúng tôi thực ra không muốn làm hại mọi người, chúng tôi hy vọng chuyện này sẽ kết thúc mà không ai bị thương. Để chứng minh điều đó, hôm nay tôi sẽ thả 30 trong số các bạn. Bà cô biển máu, hãy giúp tôi đọc danh sách những người xứng đáng đê lào. Ây da, hy vọng là chúng ta đê lào Giang Dô ai. Bà cô đọc tên mọi người lên làm Giang Dô cảm động muốn gớt nước mắt. 30 người được thả sao? Sao ông không cần họ à? Sao cậu có thể thả họ đi chứ? Chúng ta phải vớt cùng nhau. Ngay khi chúng tôi vừa ra thông cáo sao không thể làm vậy được? Chờ đã, chúng tôi sẽ cung cấp bất cứ thứ gì cậu yêu cầu. À còn em yêu của tôi nữa, hãy để cô ấy đi. Rất tiếc cô ta không nằm trong danh sách. Cô ta đã giấu một khẩu súng. Chúng tôi cần thuốc điều trị tiểu đường, thuốc huyết áp và vài bộ outfit nam để nhân viên hôm qua mang đến đây. Khoan, cho tôi vài cốc trà sữa với vài ly mì để tôi đưa cho em chấm mì của tôi. Chục ly trà sữa với chục cốc mì nữa nha ông ấy. Ok, để tôi ghi bio. Mà mì loại nào nhờ? Thôi hảo hảo nghĩa đê. U là trời, anh ta đúng là một tên khốn vô ơn siêu cấp vũ trụ. Chúng ta thậm chí còn giấu khăn tắm dính máu vào áo ngực để cứu anh ta. Còn má ló Giang Dô Son Hee và mình còn khỏa thân ấy chứ. Nghĩ ló chán mà mình nói với cô biển máu được không nhờ? Nhưng mà cô ấy lạnh lùng vãi, chắc không được đâu. Đúng thế, nhưng cô ấy khá giỏi thuyết phục. Lầy, các cậu biết cái điều gì về cô ấy mà nói? Lầy buôn ok đi lấy nước nóng đến đây, đừng có lõi nữa. Lầy cô kia đi đâu đây? Ngồi yên dùng tôi đây. Nhưng bà cô bắt tôi đi lấy nước kìa. Tôi bắn bỏ nghĩa bây giờ. Cái đồ bún ốc lầy. Ơ kìa, bún ốc không sợ súng sao? Rồi bún ốc xuống nhà bếp mở bếp gas lên lấu nước để cho bà cô lấu trà. Nhìn xuống dưới thì thấy có cái gì đó lạ lạ. Mở tủ ra xem thì ối rồi mẹ ơi, có cái ba lô to trà bá lửa ở đây này. Không biết đựng cái điếu gì mà ló lặng dữ vậy. U là trời, có cây súng với một đống money ở trong. Lần này là tới công chuyện với quả ba lô. Rồi cha nội bảo vệ ở đâu xuất hiện, thấy tiền cái sáng hết cả mắt liền, lấy một mớ cất vào người đem về quê ăn Tết. Rồi thấy thêm quả súng lục nên tịch thu luôn. Mày bị điên à? Nếu anh bị bắt, tất cả chúng ta sẽ trầu Diêm Vương. Sao họ biết ai lấy được chứ? Tôi lấy mấy cục thôi. Sao không? Tôi sẽ nói với họ rằng anh đã lấy ló. Đừng mà, để tôi lì xì cho vài tờ về quê ăn Tết, còn tôi thì lấy hết. Chết miệng, anh trai lọ kia tới kìa. Ngon nhào vô đây, tôi cho chảo lè. Qua đây tôi đập cho mấy nhát. Thế là bị đập cho mấy nhát thật, nhưng mà là cha nội bảo vệ bị đập chứ không phải anh trai lọ kia. Lầy, anh trai là bà chị kia bảo tôi lấy đấy, chứ tôi không có muốn lấy đâu. Cô ta dụ dỗ tôi và lôi tôi vào chuyện này, chứ tôi không biết gì cả hết đâu. Lầy, nếu có chuyện đó nha, đừng có mà đổ thừa cho tôi má ơi. Úi giời, cái tên đầu xù này muốn đổ thừa cho mình cơ đấy. Rồi lần này là mày tới số với bố mày rồi con trai ơi, bố mày sẽ đập mày như tử. Muốn đập tao à? Tao có súng trong tay nè. Mày có thấy gì không? Tao có súng đó. Lần này thì mày đi xa với tao rồi, dám gọi tao là con trai à? Tao là thầy ông nội của mày đây. Chào thầy ông nội đi con. Cha nội thấy ông nội ngắm vào ngực anh trai lọ kia định bóp còi, nhưng mà thôi bỏ miệng rồi, súng đều có đạn. Vẫn cứ là cố gắng bóp còi xem có kẹt đạn gì không, nhưng mà định mệnh hết đạn thật rồi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Thôi em xin lỗi anh trai, vừa rồi em đùa cho ló vui tí thôi, chứ đây là súng nước. Tha cho thằng bé đây, anh trai ló còn trẻ người lon dạ. Còn mà ló, tao lóng rồi đó nha. Dám xưng thầy ông nội với bố mày à? Tao là thầy ông cố của mày đây. Lầy thì thầy ông nội lầy, lầy thì dám lấy money của bố mày lầy. Bố mày đập cho mày dô quan tài hư của ngài Mr. Quang Tèo nằm luôn. Cho ló hả dạ, đang định đập đầu cha nội bảo vệ cho chầu ông bà luôn, thì đúng lúc đó Soho lại đến rồi lại ngăn cản lại. Còn anh trai cảnh sát nhiệt tình hò hét gào thét cổ vũ đập đầu ló đê, đập đít ló đê thì cũng sắp bị hết sọt, nhưng Soho cũng ngăn cản nốt, làm cho anh trai lọ kia rất là lóng trong người rồi. Còn má ló, hắn đã cố gắng ăn trộm ăn cắp ăn cướp ăn chặn money của chúng ta đấy. Dậy thì nhốt ba người họ vào phòng cầu nguyện ngay đê, cho họ cầu nguyện một đêm cuối cùng xong rồi ta sẽ trả họ về với vòng tay của Chúa. Anh trai cảnh sát thì có vẻ lại có con dao nữa rồi, tự cười trói rồi chạy xuống cửa chạy trốn, tháo quả bẫy bom mình răng lối dưới cửa rồi mở toang cánh cửa chạy nhảy ra ngoài. Mấy anh bình tĩnh, tôi là Lê Gang Mu, đội trưởng đội điều tra chống gián lan gián điệp đây. Các anh mau theo tôi vào trong đê, bảo anh ta đi vào trong, mau bắt anh ta quay lại bằng mọi giá. Anh trai cảnh sát chạy vào nhưng nếu có ai đi theo, chúng tôi đã nhận được lệnh, anh mau quay lại ngay. Cái đứa dở hơi nào ra lệnh dậy ba, nghe thấy tiếng súng Soho nhanh chóng chạy xuống dưới xem dư lào. Anh trai cảnh sát bất lực đi vào nghĩ ngợi giờ nếu biết đi trốn ở nơi nào nữa đây, nhanh chóng chạy lên trên kiếm chỗ nấp cho kỹ vào, thì lại nghe tiếng có người đang chạy xuống. Thôi trốn tạm ở đây một chút đê. Soho cùng đồng chí Joe đã chạy được xuống dưới, phát hiện được gì đó nhưng thôi đành chạy tiếp. Còn anh trai cảnh sát thì nhân cơ hội này chạy tốc độ lên trên lầu kiếm chỗ nấp cho đàng hoàng, để không ai phát hiện. Soho chạy xuống dưới thì thấy bẫy đã bị tháo và đã biết được cái vấn đề gì đã xảy ra ở đây. Còn anh trai cảnh sát thì đã chạy lên tới trên lầu, nhanh chóng tìm cho mình một chỗ núp lý tưởng và đã thấy một căn phòng, nhanh chóng mở cửa đi vào. Cái tên cảnh sát khốn nạn kia đâu rồi mấy bạn? Ê, làm thế nếu nào mà tên khốn đó lại thoát được, tôi sẽ nói với cậu. Lầy lè, anh ta đã ra khỏi đây bằng lối lầy. Đúng lúc đó Soho đã lên tới thánh đường, có vẻ cũng đã hiểu chuyện gì đã xảy ra, bảo ban anh trai lọ kia mau đi tìm anh trai cảnh sát đi. Rồi có vẻ anh trai cảnh sát đang trong phòng nghe lén, tiến đến mở mắc volume nghe cuộc trò chuyện giữa Soho và bác sĩ. Tại sao lại là 10 ngày? Cậu thực sự không biết sao? Cuộc bầu cử tổng thống Hàn Quốc sẽ diễn ra trong 10 ngày nữa, có liên quan đến chuyện này không? Để đang cầm quyền giành lại quyền lực, tôi nghĩ miền Bắc và miền Nam đã có một thỏa thuận bí mật. Trưng lao còn thỏa thuận thì đặc vụ không bao giờ tổn thương các cậu. Vị trí trưởng khoa đã lấy của tôi tới 17 nồi bánh trưng rồi, chỉ một số ít người biết tôi thực sự là ai. Thực tế là cấp trên đã ra lệnh cho tôi đưa cậu trở về an toàn, chứng tỏ cậu rất quan trọng. Cậu không thấy điều đó sao? Bác sĩ là ai? Bác sĩ mà cơ quan đã cử đến là gián điệp miền Bắc sao? Ôi con mẹ ló, miền Bắc và miền Nam đã thỏa thuận cho cuộc bầu cử sắp tới, trường hợp giáo sư Hàn cũng, và cả vụ bắt cóc con tin nữa. Ôi chao, đau đầu thiệt chứ.
Tiếng súng đó là ý gì hả? Ông muốn tất cả đều chết sao? Coi chừng cái giọng điệu đó đi. Thằng khốn, tên đội trưởng muốn trốn, tao đã bắt hắn quay lại đấy. Sao cơ? Dậy mày nghĩ sao hả? Hắn cứ khăn khăn bảo soát đột nhập nên tao phải bắn hắn đấy. Thật là xui xẻo. Tại sao tao phải trực điện thoại 24/24 để nói chuyện với một thằng gián điệp nửa mùa như mày chứ? Hãy theo dõi hắn chặt chẽ, đừng để hắn trốn nữa, được chứ? Chờ thêm 9 ngày nữa và bọn tao sẽ đưa mày trở lại miền Bắc mà không một ai biết. Bọn chúng sẵn sàng từ bỏ lính của mình. Liệu chúng có thực sự giữ lời để mọi người có thể về lại phía Bắc không? Bọn họ không có ý định giải cứu con tin, chỉ là đang lợi dụng chuyện này cho cuộc bầu cử tổng thống. Sau đó các con tin Lào cũng như mình và các gián điệp miền Bắc, rồi anh trai cảnh sát xé giấy A4 sau đó chạy ra ngoài và bị anh trai lọ kia phát hiện. Sau đó họ đấm tay đôi với nhau, xem ai võ công cao cường hơn, đệ nhất cung phu, độc nhất thiên hạ, độc cô cầu bại. Hết đấm nổi, họ bắt đầu chuyển sang chiêu bóp cổ chi thuật, bóp giái ma pháp, bóp cu ma trận, bóp vú ma gia. Đang bóp cái đột nhiên Soho cầm súng đứng phía sau làm họ nghĩ bóp, chói anh ta lại đưa vào phòng của tôi đê. Được rồi, cậu đi ra ngoài đê để tôi xử lý anh ta. Nhân viên NSP đã đi ra ngoài hôm qua và sẽ trở lại với món hàng. Nếu mày muốn cô ấy sống thì đừng cố làm gì cả. Cái thằng khốn lạn, mày thử động vào cô ấy xem, mày nghĩ có thể sống sót rời khỏi đây sao? Mày phải biết đây là kế hoạch mà các cấp cao của hai bên đã set up cho cuộc bầu cử để mà họ có thể giành chiến thắng. Liệu sẽ tốt hơn nếu giải cứu hết con tin hay giết hết tất cả? Tất nhiên là cái sau, bởi vì nó giúp cử tri bỏ phiếu cho đảng cầm quyền. Họ sẽ tha cho bọn mày trong khi giết hết những sinh viên vô tội sao? Mày nghĩ rằng điều đó có thể xảy ra sao? Như mày nói thì bọn tao sẽ bị bỏ mặc à? Không đâu, đất nước tôi không bao giờ làm thế. Đảng coi dân như con đẻ, họ sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng tôi đâu nè. Mày vẫn chấp mê bất ngộ sao? Trong kế hoạch cho cuộc bầu cử lần này, những con tốt như mày và tao chỉ là công cụ họ chơi xong rồi vứt sọt rác thôi. Nếu đó là những gì tao cần làm cho đất nước thì tao rất vui lòng. Soho mở cửa sổ ra xem, thì thấy có quá là nhiều paparazzi đang săn đón tin tức ở ngoài cổng rào. Rồi Soho đi qua đi lại, đi tới đi lui, đi sang trái đi sang phải, đi sang hướng đông đi sang hướng tây, đi về hướng nam đi về hướng bắc, đi hướng đông bắc đi hướng đông nam, đi hướng tây bắc đi hướng tây nam, suy ngẫm về từng đoạn từng lời từng câu từng chữ mà anh trai cảnh sát nói. Rồi cuối cùng thì răng rô cũng đã chịu ăn rồi. Đi qua thấy anh trai cảnh sát chưa có gì ăn nên đi tới hỏi thăm, định đem đồ ăn cho anh ta. Tại sao họ không giải cứu chúng ta chứ? Tại sao họ không làm gì cả? Ô là con gái bộ trưởng phải không? Tôi phải đi gặp anh trai tôi phải ra ngoài, anh giúp tôi được chứ? Đừng hành động hấp tấp, hắn ta có một kíp nổ trong túi, nếu hắn nhấn nút cả ký túc xá sẽ nổ tung và chúng ta sẽ banh xác. Thế nên là hãy kiên nhẫn, đừng làm gì ngu ngốc. Này hai người làm cái điều gì vậy? Tôi thấy anh ta bị trói nên đút cho anh ấy ăn một xíu, có vẻ anh ta no rồi, nhưng mà tôi có thể đi vệ sinh một xíu không? Ngồi ăn nãy giờ mắt đái quá mà không dám đi. Ok đi theo tôi bạn. Ê, nè tự dô mà đái đi bà nội, có cần tôi dô đái dùng không? Sao còn không đi ra cho con gái người ta đái? Dòm ngó gì vậy đồng chí dô? Để cô ấy cho tôi và đi theo dõi con tin đi, anh có thể đái dùng tôi được không? Chứ tôi mệt quá chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Xin anh hãy cho tôi được vào phòng anh ngã lưng nằm ngủ một xíu nha. Ok được rồi bạn, hãy đi theo tôi Lào. Rồi sau đó Soho băng bó lại cho răng rô, anh đã không trả lời câu hỏi của tôi. Chiếc máy bay giấy đó, đó là một trong những chiếc tôi đã phóng ra. Tại sao anh lại có nó? Anh đến ký túc xá vì nó sao? Tôi nhìn thấy nó khi bị truy đuổi. Được rồi hãy nghỉ ngơi ở đây đi. Nhưng tại sao anh quay lại? Anh nên rời đi mới phải. Tại sao anh quay lại đây? Tôi chỉ cố trốn trong căn nhà cũ nát đó. Nếu tôi biết nó dẫn vào bên trong ký túc xá, tôi sẽ không bao giờ mà đi vào đây. Cô nên biết chỉ khi đau lòng thì tôi mới buông lời ác. Thật buồn cười, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác. Tôi thật lòng rất là xin lỗi về chuyện của anh trai cô. Chúng tôi sẽ rời đi trong vòng 9 ngày nữa. Tất cả những điều này sẽ kết thúc trong 9 ngày tới đây. Và tôi thật lòng là không muốn làm tổn thương bất cứ một ai trong ký túc xá này. Tôi muốn trả tự do cho cô ngay bây giờ nhưng rất tiếc là tôi không thể nào mà làm vậy ngay lúc này. Thật lòng xin lỗi. Dậy nha, tôi không muốn nói nữa. Nhìn Soho sắp ngớt nước mắt thế là răng rô liền chạy đến ôm Soho từ đằng sau lưng. Anh trai à, em có thể hiểu được một phần nào những gì mà anh đã phải trải trong suốt những ngày tháng qua. Dù em không biết anh đã phải trải qua những gì, nhưng em có thể cảm nhận được nó từ tận sâu trong đôi mắt buồn rầu chất chứa biết bao nhiêu là nỗi niềm của anh. Em có thể cảm nhận được nó, em có thể thấu hiểu một phần nào đó, dù cho là rất nhỏ xíu. Xìu xiu tô bún riêu chua cay bỏ thêm 3 cái chân giò, rồi thêm cái chân bò rô là rất ngon nha. Cuộc sống của em cũng vất vả như anh nên em hiểu hết những điều đó mà. Em không hề bốc phét đâu. Rồi răng rô thò tay ra đằng sau lưng Soho âm mưu chuẩn bị lấy quả kíp nổ trong núi quần của Soho và thế là đã lấy được quả kíp nổ. Răng rô liền đẩy Soho ra. Anh là ai tôi không biết. Anh đi ra đây. Bình tĩnh đây bạn ơi. Chuyện đâu còn có đó. Từ từ mà giải quyết. Ok tập 8 đã giải quyết xong. Cùng chờ đợi tập 9 để xem răng rô và Soho sẽ giải quyết thế nào với quả kíp tình yêu của họ nhé.